Vâng, xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với bản tin báo giá của kênh mua bán xe cũ. Thì em là tên là Tuấn Anh, em đại diện cho quảng cáo bán hàng tại kênh Salon ô tô Hà Nội 1, có địa chỉ tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay cũng là cái ngày trung tuần rồi, ngày giữa tuần, thì bên em về rất là nhiều mẫu xe để phục vụ cho các bác những cái lựa chọn nhân dịp cuối năm. Thì em sẽ không để mất thời gian của các bác nữa, hôm nay em sẽ giới thiệu toàn bộ tất cả các sản phẩm tại đang được bày bán tại cửa hàng bên em. Thì hôm nay do là rất là nhiều xe nên em xin phép các bác là em được dùng một chút tài liệu đó, để báo giá cho các bác một cách chính xác nhất. Thì đầu tiên em xin giới thiệu tới các bác, đây là một cái mẫu xe của đất nước Hàn Quốc, đó là chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2021. Đây thật sự đánh giá đúng là một chiếc xe lướt, mới chạy được có 2 vạn km thôi, một chủ sử dụng từ đầu. Ngoại thất màu đỏ và ghế da màu đen. Hiện tại chiếc xe mới lăn bánh được có khoảng 2 vạn km và mang biển tỉnh, biển Thái Bình. Đó, quê hương của chị 25 tấn, rất là đẹp. Bản này là bản premium, đó, bản full, bản cao nhất. Thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá đó là 655 triệu. Thì mức giá này là bên em chào bán mong muốn thôi. Còn khi các bác qua xem đánh giá chất lượng của xe thì bên em sẽ có thương lượng một cái giá tốt nhất cho các bác. Bên cạnh em đây là một cái mẫu xe đến từ đất nước Đức, một cái thương hiệu Mercedes-Benz rất là nổi tiếng từ ngày xưa rồi. Đó. Thì chiếc xe này được sản xuất vào năm 2014, hiện tại mới lăn bánh được, đây em xin phép các bác là xe mới về, cho nên em xin được cập nhật một chút thông tin là mới lăn bánh được 57.000 km, tức là khoảng 5.7 vạn ạ. Biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Đó. Rất là đẹp các bác nhá. Form này là form mới. Nếu mà đầu năm 2014 là form khác, đèn khác, mặt la răng khác. Thế nhưng mà form này là form mới cuối năm 2014. Và hiện tại là mức giá bên em đang chào là 890 triệu. Đây là phiên bản exclusive, máy xăng 2.0 các bác nhé. Ở bản này có thêm một máy 1.8 nữa. Vâng, đấy, ngoại thất màu đen, ghế da màu kem. Đây, thông số là em có ghi trên này rồi. Hiện tại đang chào 890 triệu. Bác nào quan tâm đến chiếc này có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em, xem xe lái thử. Sau đó thì em sẽ thương lượng để chốt cho các bác một cái mức giá là hài lòng nhất. Vâng, cái bên cạnh, kế bên cạnh đây là một chiếc Lexus RX350, phiên bản máy xăng 3.0. À xin lỗi các bác, 3.5. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, chiếc xe được sản xuất vào năm 2010. Đó. Màu xanh là xanh ngọc trai, rất là đẹp. Đó, bác nào mà thích cái màu xanh mệnh thủy thì có thể chọn lựa chọn chiếc này, phải cực kỳ là tuyệt vời. Sản xuất vào 2010, lăn bánh khoảng 10 vạn km, biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Hiện tại là bên em đang chào bán với mức giá, đây em xin check lại cho các bác để cho nó chính xác, đó là 1 tỷ 150 triệu ạ. Dạ vâng, 1 tỷ 150 triệu thôi, các bác đã sở hữu một mẫu xe sang đến từ đất nước Nhật Bản. Đó, dòng SUV 5 chỗ. Rồi, em mời các bác cùng em đến với cái chiếc tiếp theo nhé. Kế bên em đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4. Ở cái đời 2014 này thì sẽ có hai phiên bản, đó là bản 2.0 và bản 2.4. Thì đây là bản 2.4, nó sẽ trang bị thêm cái cửa sổ nóc và cái bộ mâm cỡ lớn hơn. Hiện tại chiếc xe này đã lăn bánh được cái mức km đó là 83.000 km, tức là 8 vạn 3. Biển Hà Nội, tên tư nhân. Đó, bên em đang chào bán với mức giá đó là 595 triệu. Giá vẫn còn thương lượng khi các bác qua trực tiếp xem xe nhé. Xe thì em cam kết với các bác là nguyên zin từ đầu đến cuối. Đó, rất là đẹp. Ngoại thất màu xanh, ghế da màu đen. Vâng, em xin được giới thiệu tới các bác một cái mẫu tiếp theo. Chiếc này là cũng mới về cửa hàng được có 2-3 hôm thôi. Thì em xin được check giá để báo với các bác giá cụ thể. Đó là chiếc Mazda 3 sản xuất vào 2017. Đó, tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Màu xanh này thì nó gần như là lai giữa cái màu xanh Kansai và một cái màu là mã màu của Mazda, thì em không nhớ không nhầm nó là màu Deep Blue. Đó, xanh nó hơi thấp hơn một chút. Đó, xe rất đẹp, chạy hơn 5 vạn km. Bên em đang chào bán với mức giá đó là 525 triệu. Đó, một mức giá rất là hợp lý đấy ạ. Đấy, các bác nào mà yêu thích cái dòng Mazda này, cái phân khúc sedan này rất là đẹp. Đấy, bác nào yêu thích thì có thể qua trực tiếp cửa hàng xem xe đánh giá lái thử nhá. Máy móc em cam kết các bạn nguyên bản. Zin toàn bộ. Sơn có sơn tỉa thôi. Thế còn lại là sơn zin còn rất nhiều. Vâng. Kế bên cạnh đây là em xin được giới thiệu tới các bác một cái mẫu Kia. Vâng, vẫn là mẫu Kia. Mẫu này thì rất là mới nhá. Trẻ trung, ngoại thất màu đỏ tươi. Đó, rất là phù hợp với các bạn nữ này. Anh xã nào mà có thể là mua cho bà xã hoặc là bạn gái vào cuối năm chạy rất là phù hợp. Thậm chí là mình mà mệnh hỏa có thể chọn cái màu như này, rất là tươi tắn, trẻ trung. Thì chiếc Kia Seltos bản Luxury, đó, xuất xứ tại Việt Nam, máy xăng, bản 1.4, bên em đang chào bán với mức giá đó là 700 triệu đồng. Đó, xe này mới lăn bánh được có 20.000 km, tức là 2 vạn.
biển tỉnh các bác nhé. Đây, ở đây các bác có thể nhìn thấy trực tiếp, đây là biển Nghệ An 37A82466, một chiếc xe nguyên bản từ đầu đến cuối, bao check các bác tại hãng, tại gara bất kỳ hoặc là chỗ quen. Rồi, em xin mời các bác cùng em đến với cái hàng tiếp theo. À, trước mặt các bác đây là một chiếc Mercedes-Benz bản C-Class. Thì chiếc này thực ra là có một anh khách, anh ấy đang gửi nhờ nhà bên em. Đó, thì anh vẫn đang chưa chốt là có bán hay không. Thì cái này thì em xin phép là chưa được giới thiệu nhiều. Nếu như mà có chốt thì em sẽ gửi các bác cái video chi tiết và cái báo giá cụ thể sau. Vâng, còn ngay đằng sau đây là một chiếc Hyundai Tucson. Đó, chiếc này được sản xuất vào năm 2018, lắp ráp tại Việt Nam. Rất đặc biệt một cái là chiếc xe này là phiên bản máy dầu. Đó, ở cái đời 2018 này thì sẽ có 3 phiên bản, đó là bản 1.6 turbo máy xăng, bản 2.0 ATH và một bản đó là bản máy dầu. Thì ở đây là bản máy dầu phun dầu 2.0, sản xuất vào năm 2018, biển thành phố Hà Nội, tên tư nhân. Xe còn rất mới, mới lăn bánh được có 39.000 km, tức là 3.9 vạn ạ. Màu đỏ này thì nó không phải là đỏ tươi mà đỏ bọc đô, rất là sang trọng nhé. Bác nào mà tầm trung tuổi, thậm chí là thanh niên đi cũng được. Đấy, mình lựa chọn cái màu rất là phù hợp, xe rất là đẹp, trang bị rất là nhiều các tính năng option. Thì hiện tại là bên em đang chào bán với mức giá mong muốn đó là 820 triệu. Giá này em sẽ có thương lượng bớt lọc một chút khi các bác qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Và tiếp theo là cũng lại một chiếc Tucson. Đây, một chiếc Tucson ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Thì nói sơ qua về chiếc này thì chiếc này là do một bạn trẻ làm bên ngân hàng, bạn ấy để lại cho bên em để bạn lên đời một chiếc xe mới. Xe này thì trang bị cam 360, rất là nhiều các option đồ chơi. Em đã hỏi rất kỹ bạn thì tất cả những cái tổng chi phí mà bạn ấy trang bị cho chiếc xe này nó rơi vào tầm gần 200 triệu. Ví dụ như là cúp điện này, cam 360, màn giải trí, đó, ghế lái là ghế massage nhé. Riêng về phần đèn này bạn ấy cũng trang bị rất là nhiều. Tất cả những cái chi tiết này thì khi mà bạn ấy trang bị thêm thì sẽ không ảnh hưởng đến việc khi các bác đi đăng kiểm, hoàn toàn bình thường, không bị lỗi gì các bác nhé, đăng kiểm hoàn toàn bình thường ạ. Đây, em xin giới thiệu luôn, chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá đó là 735 triệu, sản xuất 2016, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Đó, xe trang bị ngoại thất màu trắng này, nội thất ghế da màu đen và mới lăn bánh được quãng đường là, đây để em nhìn cho chính xác, 65.000 km, 6.5 vạn. Đó, chỉ với 735 triệu thôi các bác đã sở hữu một chiếc SUV 5 chỗ rất là thể thao cá tính. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc này có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em xem xe lái thử, đánh giá trải nghiệm, thì sau đó thì có thể là trao đổi bàn bạc về giá để chốt chiếc xe nhé. Rồi, thì vừa rồi thì em đã gửi tới các bác một số cái mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng Salon Ngô Thuận ở 1, có địa chỉ tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tất cả các đầu xe bên em bán ra là đã test rất là kỹ 10 tiêu chí đầu vào, thì em liệt kê rất là dài, nhưng cụ thể là những cái tiêu chí cơ bản như là xe không đâm đụng tai nạn, xe không ngập nước, đó, xe không thủy kích, máy móc nguyên bản không tháo dỡ, thì tất cả các cái chi tiết khung gầm bệ là đều còn nguyên bản, cam kết trên hợp đồng mua bán. Còn về mặt giấy tờ pháp lý là hoàn toàn minh bạch và đầy đủ. Bác nào quan tâm thì cứ qua trực tiếp cửa hàng bên em xem xe, lái thử, sau đó thì đánh giá về chất lượng xe thì chúng ta sẽ bàn về giá sau. Thế, tất cả mọi thứ là đều còn nguyên bản hết. Thì bác nào quan tâm có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc là liên hệ với số hotline em để trên màn hình. Vâng, một lần nữa em Tuấn Anh xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi cái video báo giá của Salon Ngô Thuận 1. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.